Con nghĩ là Curie là người có rất là nhiều những cái quan sát về thói quen chi tiêu tiêu dùng của các nhân viên ở Vietcetera. Kêu mấy tụi nó uống nước đặt ít ít thôi, ngoài đặt Grab nhiều quá tốn tiền. À, Cô đặt của Rí cô thì là ấy cô hơn đúng không? Rí thì bán rẻ Dạ. mà mình làm trong nó lương căn bản đã có nhiêu đó thôi mà xài nhiều quá. Ui, đấy, cô nói cho bọn nó nghe. Nó tụi nó nghe đâu, tụi nó thích là Đứa nó thích uống. nào đấy cô?